Xin chào các anh chị, mình tên là Nguyễn Thành An. Ngày hôm nay anh xin chia sẻ với các anh chị hai điều. Thứ nhất là về sức khỏe, thứ hai là về một cái cơ hội kinh doanh mới. Trước hết về sức khỏe cho các anh chị đang làm trong ngành nail. Các anh chị có biết là theo nghiên cứu cho biết mỗi ngày các anh chị làm trong tiệm nail nó tương đương với các anh chị hút hai gói thuốc lá vì những cái hóa chất từ tiệm nail và những cái bụi bặm các anh chị hít phải từ tiệm nail. Đó là một cái môi trường làm việc rất là độc hại mà có thể các anh chị cũng đã biết, ăn uống không có điều độ, gửi hóa chất, chất bụi bặm, vân vân. Cho nên nó sinh ra những cái biến chứng mà có thể về lâu về dài các anh chị mới biết được. Thì điều đầu tiên các anh chị cần phải làm là chăm sóc sức khỏe của mình. Ví dụ như khi mình đi một chiếc xe, chúng ta vẫn thay nhớt, chúng ta đổ xăng, chúng ta hút bụi, chúng ta rửa ráy nó sạch sẽ. Nhưng mà cơ thể của mình đó, mình hít bao nhiêu là hóa chất, hít bao nhiêu là bụi bặm, ăn uống không có điều độ, thì chắc chắn cái cơ thể mình cũng chỉ là một cái bộ máy sinh học đang hoạt động. Chúng ta cần phải tune up, tu bổ nó. Nhưng mà bao nhiêu năm nay các anh chị đã làm gì để mà chăm sóc sức khỏe của mình? Thì cái điều này nó liên quan tới cái điều thứ hai, đó là cái cơ hội. Chúng tôi đang muốn giới thiệu với các anh chị một cái cơ hội kinh doanh, và bằng cách chăm sóc sức khỏe của mình, bằng cách chăm sóc sắc đẹp của mình và bằng cách chăm sóc những người khác liên quan ở trong tiệm của mình, những người khách hàng của mình hoặc là những người bạn thân của mình. Đây là một công ty lớn của Mỹ có mặt trên thị trường chứng khoán trên 27 năm nay, mức thu nhập hơn 1 tỷ đô la mỗi năm và có kỹ thuật độc đáo chống lão hóa từ di truyền. Đây không phải là một cái hình thức bán hàng. Chúng tôi sẽ giới thiệu và sẽ hướng dẫn cho các anh chị cách làm việc. Nhưng mà khách hàng các anh chị đã có sẵn, bạn bè các anh chị đã có, cái hệ thống và mạng lưới quen biết của các anh chị đã có sẵn rồi. Cái vấn đề còn lại là bằng cách nào các anh chị làm việc mà thôi. Các anh chị đã làm ngành nail bao lâu? 1 năm, 3 năm, 5 năm, 7 năm, 10 năm. Liệu trong những năm qua, cái thu nhập và những cái kết quả có được có làm cho các anh chị hài lòng hay chưa? Và nếu mà các anh chị cứ tiếp tục làm những công việc này 5 năm, 10 năm, 20 năm nữa, liệu các anh chị có đủ tiền bạc và thời gian và sức khỏe hay không? Và nếu mà các anh chị không thấy là những công việc đó sẽ cho mình những cái gì mình muốn, thì tại sao các anh chị không kiếm một cái gì khác để mà thay đổi? Và đây chính là cái cơ hội mà các anh chị đang được giới thiệu. Các anh chị hãy tìm hiểu kỹ hơn về những cái công việc mà các anh chị đang được giới thiệu, tìm hiểu kỹ hơn về cái thị trường, về công ty, về sản phẩm, về đội nhóm. Hiện nay có hơn 20.000 người Việt đang tham gia trong công ty và vẫn đang phát triển. Thì đây là một cái hình thức kinh doanh mà không cần bán hàng, không cần có sự ràng buộc hợp đồng, không có lệ phí hàng tháng, không cần vốn liếng, không cần kinh nghiệm. Chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị cách làm việc đó, và những thu nhập của các anh chị từ cơ hội này các anh chị có thể sang nhượng lại cho con cái hoặc con cháu đời sau. Hình thức làm việc rất là đơn giản, các anh chị có thể giới thiệu những người sử dụng những cái sản phẩm. Anh làm một cái bài toán đơn giản để cho các anh chị hiểu được là thu nhập từ đâu ra mà không cần bán hàng. Ví dụ các anh chị có những cái nhu cầu cho sức khỏe hoặc là những cái nhu cầu cho gia đình, và các anh chị biết những người có những cái nhu cầu giống mình, các anh chị thậm chí các anh chị biết bốn người có nhu cầu giống như vậy, và bốn người đó mỗi người cũng biết bốn người có cái nhu cầu giống như vậy, thì bây giờ từ anh chị giới thiệu với bốn người, và bốn người đó mỗi người giới thiệu với bốn người, thì thành 16 người, và 16 người đó cũng tiếp tục làm như vậy, mỗi người giới thiệu với bốn người thì thành 64, và cứ tiếp tục như vậy thêm 2-3 lần nữa. Từ 64 thành 256, và nhân 4 thì thành 1024, nhân 4 thì thành 4096. Nếu các anh chị cộng 6 cái tầng này lại với nhau thì các anh chị sẽ có con số là 5460 người. Mà rõ ràng là hầu hết những người này anh chị hoàn toàn không quen biết. Và nếu mỗi người chỉ có sử dụng 100 đồng mỗi tháng thì các anh chị sẽ có thu nhập là 500, các anh chị sẽ có tổng doanh thu là 546.000. Và nếu tiền huê hồng tối thiểu là 5%, các anh chị sẽ có 27.300 mỗi tháng đều đặn mà anh chị không cần phải bán hàng. Từ những anh chị nào đã có tiệm nail, thu nhập các anh chị có tiệm nail thì mỗi tháng tiêu thụ 100 đồng rất là dễ dàng. Và đặc biệt trong tiệm nail mình có khách, mình có thợ và có những người bạn bè, thì cái nhu cầu rất là dễ dàng và hình thức làm việc chỉ có vậy mà các anh chị không cần phải bán hàng gì cả. Thì các anh chị hãy tìm hiểu rõ hơn, hãy nói chuyện với người đã giới thiệu với các anh chị để tìm hiểu về phương thức làm việc, và hãy bắt tay ngay vào làm việc. Tại vì anh chị hoàn toàn không có chịu sự rủi ro gì cả. Tham gia anh chị không cần phải đóng lệ phí. Sản phẩm xài không có kết quả, anh chị có quyền trả lại cho công ty. Cho nên trong này không có sự rủi ro, không hoàn toàn không có bị ràng buộc về bất cứ mọi thứ gì. Thì ít ra các anh chị cũng hãy cho mình một cơ hội, hãy thử đi và hãy tìm hiểu kỹ hơn và hãy hợp tác với chúng tôi. Chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị cách làm việc. Xin cảm ơn.